những loại thực phẩm nên và không nên ăn trong mùa hè oi bức một số thực phẩm giúp làm mát cơ thể nhưng cũng có những thực phẩm có thể làm cơ thể nóng lên và mất nước giữ đủ nước là điều cần thiết trong mọi mùa nhưng càng quan trọng hơn vào mùa hè có một số loại thực phẩm nhất định có thể khiến bạn mất nước và kiệt sức khi thời tiết nóng bức khi bạn tiếp tục ăn các loại thực phẩm gây mất nước này mà không bổ sung các loại thực phẩm cung cấp nước vào chế độ ăn uống của mình cơ thể sẽ bị thiếu nước để các cơ quan hoạt động trơn tru những loại thực phẩm không nên ăn trong mùa hè oi bức Muối Muối còn được gọi là natri chlorua, được sử dụng để tạo hương vị cho thực phẩm. Lượng muối cao trong chế độ ăn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm đầy hơi, huyết áp cao và bệnh tim. Đáng chú ý, khi quá nhiều natri đi vào cơ thể, nó sẽ khiến thận hoạt động kém và xảy ra tình trạng mất nước. Trà và cà phê Trong thời tiết nắng nóng của mùa hè, Hãy tránh hoặc giảm tiêu thụ đồ uống nóng như trà hoặc cà phê. Hai loại đồ uống này có xu hướng làm tăng nhiệt độ tổng thể của cơ thể và làm rối loạn hệ tiêu hóa. Một số loại gia vị, bạn nên tránh ăn đồ cay vào mùa hè, nếu không, nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Thực phẩm cay chủ yếu chứa capsaicin, chất này gây ra nhiệt cơ thể, từ đó dẫn đến đổ mồ hôi nhiều, nổi mụn trên da, mất nước và ốm yếu. Đồ chiên rán và đồ ăn vặt cho dù đó là món bánh gối yêu thích của bạn, hay bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và các loại đồ ăn vật khác, tất cả những thực phẩm này đều có thể làm bạn mất nước. Ngoài ra, chúng đặc biệt khó tiêu hóa trong những tháng mùa hè. Những thực phẩm này có tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn. Dưa chua Dưa chua có thể làm cho miệng của bạn khô và nứt nẻ. Bên cạnh đó, chúng cũng chứa nhiều natri, có thể dẫn đến chữ nước, sưng tấy và đầy hơi. Nó cũng có thể dẫn đến chứng khó tiêu nếu bạn uống quá nhiều nước dưa chua. Nước tăng lực, nước tăng lực thực sự có thể khiến bạn bị mất nước. Nước tăng lực chứa nhiều đường, tạo ra áp suất thẩm thấu cao trong đường ruột và tăng mất nước. Trong một số trường hợp, nó có thể cũng gây tiêu chảy thẩm thấu. Nước chanh, nước chanh có nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, nếu hàng ngày uống quá nhiều, nó có thể có tác dụng lợi tiểu, đồng nghĩa với việc bạn sẽ đi tiểu thường xuyên và cơ thể có thể bị mất nước. Nếu có thể hãy uống nước chanh ấm hoặc cho pha với trà xanh, nhưng nhớ nên dùng vừa phải. Rượu, rượu và các dẫn xuất của nó cũng chứa các đặc tính khử nước có thể gây mất nước trong cơ thể. Sau khi uống nhiều rượu, bạn sẽ nhận thấy cơ thể thải ra nước tiểu màu vàng. Đó là dấu hiệu của tình trạng mất nước. Một số loại gia vị, một số gia vị đem đến hương vị cay nồng như ớt, tiêu, gừng, giúp món ăn trở nên hấp dẫn hơn nhưng cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Thực phẩm cay chủ yếu chứa capsaicin, chất này gây ra nhiệt cơ thể, từ đó dẫn đến đổ mồ hôi nhiều, nổi mụn trên da, mất nước và ốm yếu. Bạn nên ra giảm một số loại gia vị cay nóng. Các loại thực phẩm chứa nhiều protein. Theo các chuyên gia, bạn nên hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu protein. Thay vào đó, hãy ăn nhiều các loại rau củ quả, bởi quãng thời gian để cơ thể có thể tiêu hóa protein nhiều hơn các chất khác khoảng 25 đến 30%. Nếu tiêu thụ quá nhiều protein, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều nhiệt hơn, từ đó dẫn đến nóng trong người, gây mất nước. Thịt bò, thịt trâu, tôm, thịt chó, thịt dê là những thực phẩm giàu protein bạn nên ăn hạn chế. Không phải cắt bỏ hoàn toàn nhưng bạn nên cắt giảm lượng protein một cách phù hợp, đặc biệt là trong mùa hè. Những thực phẩm cung cấp nước tuyệt vời cho mùa hè. Sữa chua Ăn sữa chua là một trong những lựa chọn tốt nhất trong mùa hè để phòng ngừa mất nước vì sữa chua chứa 85% hàm lượng nước. Sữa chua có nhiều vi sinh sống được gọi là lợi khuẩn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và chống dị ứng hiệu quả trong mùa hè. Thực phẩm này cũng giàu nguồn protein, vitamin B và canxi rất tốt cho sức khỏe làn da. Xà lách, xà lách chứa 95% hàm lượng nước, giàu protein phi chất béo và có hàm lượng calo thấp. Loại rau này có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời là dầu omega 3, chất xơ, chất sắt và canxi giúp tăng cường sức khỏe làn da. Bông cải xanh Bông cải xanh chứa 89% hàm lượng nước và nó có giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài ra, thực phẩm cung cấp nước này còn có đặc tính chống viêm cao có thể giúp chống dị ứng mùa hè. Dưa hấu Dưa hấu chắc chắn là loại trái cây cấp nước tốt nhất cho mùa hè. Chứa hơn 90% là nước, những trái dưa hấu mát rượi và ngọt lịm còn có khả năng cung cấp nguồn lycopene, một chất chống oxy hóa chống ung thư được tìm thấy trong các loại trái cây có màu đỏ và rau củ. Dưa leo Dưa leo là loại rau củ thần kỳ chứa đầy nước và các dưỡng chất, chắc chắn là một thực phẩm mùa hè rất tốt. Nó chứa nhiều nước nhất trong họ hàng rau củ, đến 97% và cực kỳ dễ chế biến. Chỉ cần một cái sandwich dưa leo cho bữa trưa hoặc salad dưa leo là có thể tung tăng giữa mùa hè mà không lo thiếu nước. Cà chua chín, cà chua là một nguyên liệu tuyệt vời cho bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là salad. Chúng làm tăng hương vị cho món ăn, cung cấp nhiều nước và khoáng chất. Mọi người cũng có thể tự làm cho mình bữa ăn nhẹ với cà chua bi, format và các loại hạt sấy khô.